Hello, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bài hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em một cặp loa cột đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản là Kenwood. Và dòng này sẽ có tên model là RX9D. Đối với những dòng sản phẩm loa cột thì phải nói là có khả năng trưng bày cực kỳ đẹp và bắt mắt, nhưng mà chất âm của nó thì vẫn được đảm bảo và chơi rất là tốt với hầu hết tất cả các dòng nhạc của hiện nay, từ những bản nhạc vàng, nhạc bolero và những bản nhạc pop thời thượng thì con này tái hiện lại rất là tốt cho anh em. Và đặc biệt thì hôm nay Nhật mang về cặp này với một mức giá và đó là bình dân thôi nha mà. Đây, mời anh em cùng nhìn xem qua về hình thức cũng như về thiết kế của cặp loa này. Con này là hàng mà Nhật vừa mới về, nhưng mà thức còn rất là tốt. Con này nó sẽ có kích thước là chiều ngang là 23, chiều cao là 92 và chiều sâu là 39 nha anh em. Và tổng trọng lượng của cặp loa này nó rất là nặng, nhưng mà đến tận là 56kg. Đây, con này nó sẽ có thiết kế là thùng gỗ lạng anh em, cực kỳ chắc chắn thôi nha mà. Và thiết kế của con này thì loa sẽ đối xứng anh em, loa trái và loa phải sẽ phân biệt ra, đây anh em thấy là nó thiết kế đối xứng nhau anh em. Và bên dưới nó sẽ có một cái logo in thương hiệu của Kenwood. Và ở phía trên thì nó sẽ bao gồm là hai loa anh em. Đầu tiên là sẽ có một loa mid 16 và một loa trapdom anh em. Còn bên cạnh là ơ căng, đây ơ căng nó vải lưới, nó sẽ bảo vệ cho loa mic và loa chép anh em. Và đặc biệt thì loa bass của nó thì nó sẽ để ở phía trong này anh em. Con này thì nó sẽ trang bị chúng ta tổng cộng là hai loa bass 18 nữa anh em à. Nên về âm bass của nó đập nghe rất là căng, nghe rất là thích anh em à. Anh em nào mà thích chơi những bản nhạc sàn và những bản nhạc remix, anh em chơi với cặp loa này không có điểm gì để chơi nữa mà. Và đặc biệt thì công suất của này mới nói là cũng khá là lớn nha anh em. Cho anh em nghe tiếng bass và tiếng chép nó nghe căng và nghe rất là có uy lực anh em ạ. Chép nghe bén, sắc sảo, rất là thích tai luôn. Đây, mình quay qua về mặt sau của dòng sản phẩm này. Đây, đầu tiên ở phía trên anh em sẽ thấy là có một cái lỗ hơi nha anh em. Còn phía dưới đây sản phẩm thì anh em sẽ thấy là nó sẽ có 4 cặp loa nha anh em. Anh em có thể chơi B-Way với dòng này được luôn nha anh em. Cái này kết nối anh em có thể xỏ dây, hoặc anh em cắm đập bắp chuối cũng được luôn. Nói chung là cực kỳ tiện lợi nha mà. Dòng này nó sẽ phân biệt là loa trái loa phải, anh em thấy là một cái tem R là loa phải, tem R là loa trái nha anh em. Tên model là RX9D. Con này sẽ có công suất là 120W, trở kháng là 6 ohm, được sản xuất bởi công ty Kenwood Corporation, hàng chính hãng là Made in Japan nha anh em. Rồi rất là xịn sò nha anh em. Bên dưới là số series. Con này thì anh em rất là dễ để phối kết âm ly nha mà. Nói chung những âm ly mà tầm công suất khoảng 100W đổ lên thì có ghép với con này thì nó sẽ cho chất âm rất là tốt anh em ạ. Và bây giờ chị sẽ test luôn về chất âm của dòng sản phẩm này. Mời anh em. Trộm hoa rừng về trao một người ngày xưa anh đã hứa, màu hoa kỷ niệm
tàn úa tâm tư vẫn dạt dào. Năm xưa lối này vẫn thường dìu em đi, tàn cây năm trước anh viết tên em, còn xanh lá cành ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên. Lạnh đã mòn để em đợi chờ chiều xa xưa năm ấy, vì anh lỗi hẹn cho em hơn rồi cho mi em nhạt nhòa. Hàng trăm thư viết anh gửi cho em, đời trai chiến trận em biết lời hẹn có phải tại anh đâu. Và sách âm của Kenwood RSX9D nghe phải nói là cực kì đã tai đây mà. Con này cho ra tiếng bass nghe tròn chìa, nghe rất là sảng khoái luôn em, mềm và ấm, thích thích tai, rất là thích hợp để cho anh em có thể mà nghe và trải nghiệm trong một khoảng thời gian dài. Và đặc biệt tiếng check nó nghe rất là nghiệt, nhưng mà nghe phải nói là nó bén, sắc sảo và những cái âm cao được tái hiện lại vô cùng là chính xác anh em. Mình đánh giá và nó là rất là cao chất âm của con này. Tuy ở tầm giá rẻ thôi nhưng mà chỉ có 6.800.000 đồng thôi, nhưng mà chất âm của nó phải là vượt xa tầm giá này. Rồi anh em thấy sao tổng quan về cặp loa Kenwood RSX9D thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới. Bye.